Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách import và export preset của Camera Raw và Lightroom. Đầu tiên là Camera Raw, các bạn mở Photoshop lên, mở một hình RAW, file RAW bất kỳ. Chú ý là mở file RAW, không mở file JPEG. Để import preset vào, các bạn chọn qua thẻ preset, mặc định là nó chưa có preset nào hết. Các bạn mở thư mục chứa preset của các bạn vừa đào về, nhấn chuột phải chọn copy, sau đó các bạn mở theo đường dẫn vào Filter của C, vào Viewer chọn hiển thị hay ẩn lên. Đây mình đang dùng Win 10, Win 8 và Win 7 cũng tương tự. Sau đó các bạn vào User, vào tên tài khoản máy tính, chọn App Data, Roaming, Adobe Camera Raw Setting, mở Path Preset vào. Sau đó quay trở lại Camera Raw, mở lại file RAW khi lúc này. Các bạn chọn qua thẻ preset và đã có preset rồi, đã ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách export nó ra. Ví dụ mình chọn preset này, màu là như này, mình điều chỉnh cho nó khác rồi. Ví dụ như này đi, mình muốn export nó ra thì vào preset, chọn biểu tượng new này, đặt tên cho nó ví dụ là demo. Ok, đây nó sẽ có ở đây rồi. Tiếp tục chúng ta phải đã xong rồi. Nếu các bạn muốn copy cái preset này lưu vào ổ khác thì các bạn cũng có thể vào địa chỉ lúc nãy và tìm đây. Tiếp tục là với Lightroom, các bạn mở Lightroom lên, chọn thẻ Library Import, thêm một hình bất kỳ. Qua thẻ Develop, chọn một hình, kéo thông số bất kỳ, rồi cho nó khác một chút là được. Sau đó các bạn export nó ra bằng cách chọn biểu tượng dấu cộng này, đặt tên cho nó, ví dụ là ttt, nó sẽ ra ở đây. Còn các bạn muốn import nó thì các bạn có thể tạo một folder mới bằng cái nhấn chuột phải, chọn new folder, đặt tên là preset mới. Các bạn bấm tạo, sau đó các bạn mở đến thư mục chứa preset các bạn đã tải về. Ở đây mình lấy ví dụ, giờ mình lấy này, mình copy bất kỳ phải đưa C. Nó thôi không cần ghét này, các bạn nhấn chuột phải vào đây, chọn import, chọn đến đường dẫn, các bạn Ctrl A hoặc là chọn cái nào bất kỳ thì các bạn giữ Ctrl và chọn từng cái, chọn Open. Vậy là đã ra rồi. Vậy là đã xong hai cách import và export preset của Lightroom và Camera Raw. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.